Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot Honda Winner 1/10/2022 ra mắt thị trường Đông Nam Á với một phiên bản không còn tài. Honda Winner 10 hay được gọi là Winner V1 đã từng là mẫu xe còn tài được người tiêu dùng ưu ái hết mức với kiểu dáng thể thao nhưng lại không kém phần trang nhã lịch lãm. Cho nên cái sự quắn bóng của chiếc Winner 10 từ năm 2019 đến tận nay đã khiến cho cộng đồng yêu mến cái mẫu xe này cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Như một cái ngọn lửa hy vọng đã được thắp cháy trong lòng những người hâm mộ cái chiếc Winner 10. Khi nghĩ của ảnh về một cái mẫu xe sau cho mình ngoại hình chống hệt với cái chiếc Winner 10 bất ngờ xuất hiện trên rất nhiều cái trang mạng xã hội. Cái tin đồn về Honda Winner 1/10/2022 sản xuất trở lại chính là một cái cú lừa thứ thiệt. Cái tin đồn về cái mẫu Winner 1/10 sản xuất trở lại ban đầu vốn xuất phát từ cái cư dân mạng của Malaysia, sau đó nó lan truyền đến thị trường Việt Nam thông qua những hội nhóm đã chia sẻ. Nhưng chúng ta đang thấy đây là một mẫu xe có diện mạo y hệt như cái chiếc Winner 1/10. Cộng với việc Yamaha Malaysia cũng vừa mới ra mắt một phiên bản là LC15i 2022, nên không ít người đã nghĩ rằng cái mẫu xe trên chính là một cái lần đáp trả của hãng Honda dành cho nhà Yamaha. Nhưng Winner 10 là thật sự không hề được sản xuất lại, cái một phiên bản là không còn tài như anh em đang nhìn thấy. Đừng cứ nghĩ là hoa nở mà ngỡ xuân về như tin đồn đón. Cốc ảnh anh em đang thấy đã được lan truyền thật sự chính là phiên bản là Aveta VS2 2022, một mẫu xe nội địa của thị trường Malaysia. Khi chúng ta nhìn thấy cái chiếc là Aveta VS2 2022 từ xa, chắc chắn không ít người nhầm lẫn với phiên bản là Winner 1/10 vì thiết kế dàn áo rất là tương đồng. Nếu anh em chưa biết hãng xe là Aveta, thật ra là một trong những hãng xe chuyên đạo nhái kiểu dáng của những dòng xe Nhật Bản để ra đời các phiên bản rẻ tiền hơn chính gốc, phù hợp với người tiêu dùng có kinh tế eo hẹp. Aveta VS2 2022 và phiên bản của Winner 10 và kè có gì khác biệt không? Đối với cái mẫu là Aveta VS2 2022, nhãn sức của mẫu xe này đã vô cùng chịu chi khi trang bị hẳn một cái chiếc đèn bi cầu hầm hố để đảm nhận cái nhiệm vụ trở thành đèn lái chính. Cái phần vèn điện lái đã được bao bọc bởi một cái dây đèn định vị tăng cái chút nổi bật cho cái chiếc là Aveta VS2 2022. Nếu chúng ta so sánh khách quan thì chúng ta sẽ nhận ra ngay cái phần đèn lái của chiếc Aveta VS2 2022 nó còn đẹp mắt và xịn sò hơn hẳn cái chiếc đèn LED 2 tầng phiên bản chính là Winner 10. Cái đồng hồ của mẫu xe này thực sự không được xịn sò cho mấy, hiển thị thông tin hoặc cái dạng analog. Hơn nữa các thông tin in ấn ở bên trong đồng hồ cũng không được đẹp mắt như các dòng phổ thông đến từ các dòng xe Nhật Bản như là QA hay là CX, v.v. Nếu cái ổ khóa của Aveta VS2 2022 lại là ổ khóa cơ không có tích hợp mở yên, nếu muốn đổ xăng thì bạn phải cần rút chìa khóa và sau đó lọ mở ở vị trí yên xe để tìm chỗ cắm vào. Nhưng phiên bản là Aveta VS2 2022 lại chọn một giải pháp là bù đắp cho người tiêu dùng bằng một cái cổng sạc USB nó hiện đại kèm với một cái hốc để cái điện thoại rất là chắc chắn ngay gần vị trí bờ cổ. Trên cái mẫu xe mới thì có hệ thống thắng trước vẫn được trang bị thắng đĩa, phía sau thắng đùm cho nó tối giản. Tất cả phiên bản được sản xuất trang bị mâm hộp kim nhôm 5 chấu xoáy tạo ra cái sự thanh khốc cho phần dàn chân. Cái mẫu là Aveta VS2 2022 đã được cung cấp cái khối động cơ là 115cc SOC dẫn động thông qua hộp số bán tự động 4 cấp. Mẫu xe này không được nhãn sức công bố bất cứ thông tin kỹ thuật nào về mặt động cơ để tránh tình trạng khách hàng so sánh với những cái mẫu xe trong cùng một khúc. Về mặt giá bán, Aveta VS2 2022 tại thị trường Malaysia được chào mức giá rẻ khoảng là 4.500 AM, tương đương khoảng là 23,5 triệu đồng khi đổi ra tiền Việt lúc bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy được tiếp nhớ like, share, subscribe.